Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người bạn tên là Mina. Bản thân của Mina hồi nhỏ cũng có nhiều trải nghiệm liên quan tới chuyện tâm linh lắm. Nó xảy ra với cái tần số tương đối đó. Nhưng mà do còn nhỏ tuổi, với lại bạn chưa có ý thức được gì nên là không sợ đâu. Mãi về sau này khi lớn lên và đặc biệt là khi Mina đi du học ở bên Singapore thì cái việc càng ngày càng tiếp xúc với lại cái thế giới vô hình nó xảy ra nhiều hơn. Và cái sự kiện đầu tiên mà bạn kể với Nguyễn Nguyễn liên quan tới một căn nhà nằm ở khu vực Newton bên Singapore. Đây là ngôi nhà đầu tiên khi mà bạn qua đây thuê du học ha. Đi coi xong rồi bạn thấy thích lắm cho nên ký hợp đồng khoảng 6 tháng. Và ở trước cửa ngôi nhà có một cây đa rất là to và lâu đời. Và ngôi nhà thuộc kiểu dạng là cổ kính lắm. Phòng ngủ thì nằm trong khuôn viên, còn cái gian bếp, khu vực toilet và nhà kho thì nằm ngoài sân. Cấu trúc nó giống như là những cái ngôi nhà mấy gian cũ ở quê ngoài miền Bắc Việt Nam vậy đó. Và nói về kết cấu của nó, từ cái phòng ngủ của Mina nè, để đi đến cái toilet thì đầu tiên phải đi ngang qua khu vực nhà bếp. Sau đó tiếp đến một cái khu vực có một cái bồn rửa tay và bên cạnh nó có một cái gương rất là lớn. Cuối cùng là toilet ha, và trước cửa toilet thì có một cái máy giặt. Ở bên trong nhà, bạn có nuôi một cái con mèo. Con mèo này hiền, nó rất là dễ thương luôn. Nó thường xuyên quấn lấy chân của Mina và hay áp má xong mà bạn cưng nựng nó dễ thương lắm. 3 tháng đầu tiên, lúc mà mới dọn vào thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đến khi mà qua tới tháng thứ 4 á, và một đêm nọ, khi mà Mina giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì 3 giờ sáng và cảm giác rất là muốn đi toilet. Và trên đường từ phòng ngủ tới được toilet phải ngang qua cái gương bên cạnh cái bồn rửa tay. Cái lúc mà đi ngang qua đó, bạn cảm nhận, bạn cảm giác rõ ràng là có một cái gì đó ở trong cái gương mà không phải là cái bóng phản chiếu của bạn. Cái gương nằm bên tay trái như vậy nè. Lúc mà đi thẳng thì cái chả mắt bên đây mình vẫn còn có thể nhìn thấy được và bạn cam đoan chắc chắn không thể nào mà bạn nhìn nhầm. Do hồi nhỏ là bạn đã có một cái sợi dây liên kết với lại thế giới vô hình rồi, bạn cực kỳ nhạy những cái chuyện này. Và thông qua cái ánh nhìn bên cái chả mắt này nè, ở trong gương á, bạn thấy có một cái người phụ nữ. Cái nước da của người phụ nữ đó trắng bệch và cái gương mặt gần như là da thịt nó áp sát vào cái xương. Chỉ còn là cái đầu lâu thôi, nhưng ở trên đầu thì tóc vẫn rất là dài. Đang đứng ở trong gương nhìn bạn đi sọc qua. Khi mà đi qua rồi, Mina có quay đầu nhìn trực tiếp lại vào trong cái tấm gương thì tất nhiên là không có thấy gì nữa. Cái người phụ nữ kia đã biến mất. Nhưng bạn cam đoan, một là bạn không thể nào nhìn nhầm và hai bạn biết chắc chắn là mình gặp. Nhưng thôi cũng kệ. Đi xuống tới nhà vệ sinh ha. Xong xuôi rồi đó, bạn bước trở ngược ra ngoài thì đột nhiên gặp con mèo mà bạn hay nựng hàng ngày á, nó ngồi trước cửa luôn. Nhưng cái đôi mắt khi mà nó nhìn Mina lạ lắm, thì ngay lập tức là một cái cơn gió nó rít lên, nó thổi ngang qua và làm cho bạn lạnh kìa, kiểu là rùng hết cả sống lưng, cho nên là bạn ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong nhà, vào trong phòng của mình và đóng cửa lại. Cố gắng nằm ở trên giường á, xua đi tất cả những cái suy nghĩ vừa rồi và bạn cố gắng là đi ngủ ha. Nhưng trong cái giấc mơ, bạn thấy á, có một cái người phụ nữ nào đó đứng ở ngoài cửa phòng, đẩy cánh cửa vô và chậm chậm tiến tới giường nơi mà Mina đang nằm. Và người ta kêu á là cút khỏi phòng tao ngay. Ai cho mày ở đây? Mày cút khỏi phòng của tao ngay. Khi này giật mình tỉnh dậy, bạn cảm giác là cơ thể rất là mệt, người nó cứ rã rời và bạn nằm luôn ở trong phòng không có đi ra ngoài nổi. Và thậm chí nha, bạn nằm lâu tới cái mức á, mà bạn của bạn gọi điện hỏi là ê sao mẹ không đi học hả? Thì Mina mới trả lời là tao mệt quá à, hôm nay tao nghỉ ở nhà. Mà nghe cái giọng của bạn nó thều thào. Cho nên á, là cuối buổi học, cái người bạn của Mina mới chạy qua nhà thăm thì phát hiện là bạn sốt cao lắm. Sốt tới khoảng tầm 39 độ.
Cho nên là cái người bạn kia vội lấy khăn nè, chườm lạnh mở hết cửa sổ để không khí luồn vào trong phòng. Và cái lúc bị bệnh, những cái cô mà thuê cùng nhà với lại Mina cũng có sang hỏi thăm và cũng giúp là nấu cháo cho bạn ha. Và qua một khoảng thời gian chăm sóc thì bạn khỏi. Thì lúc đó ngồi lại với nhau và có hỏi thăm đó, thì Mina biết được là cái căn phòng mà bạn đang sống ngày xưa là của mẹ ông chủ nhà. Bà đã mất cách đây rất là lâu rồi và lúc mà bà còn trẻ. Bạn mới miêu tả là cái bộ đồ mà cái người phụ nữ bạn thấy trong cái giấc mơ đó thì nó đúng y hệt với lại cái bộ đồ mà ngày xưa cái bà mẹ của ông chủ nhà này mặc khi mà bà mất. Sau đó bạn biết được danh tính, bạn biết được gốc gác của cái hồn ma, cho nên bạn có liên hệ về nhà hỏi mẹ ruột của mình. Thì mẹ mới chỉ là phải mua trái cây cúng kiến cho người ta, rồi có xin cho bạn một cái lá bùa để mà đeo trong người tránh gặp những cái chuyện tâm linh. Sau khi hết 6 tháng ở trong căn nhà thuộc khu vực Newton, hết hợp đồng rồi đó, thì bạn mới chuyển qua cái căn nhà khác ở khu vực Bishan. Và lúc mà thuê thì bạn cũng chưa biết được là địa lý của cái nơi này nó như thế nào đâu, chỉ biết là cái căn nhà này chỗ mình ở nó như vậy thôi. Và có một cái điều lạ ha, cứ mỗi buổi sáng dậy á, lúc mà bạn còn say ke thì trời tờ mờ thì bạn cứ nghe cái tiếng kèn, cái tiếng trống nó văng vẳng bên tai, nghe như vậy liên tục luôn. Và khi mà bạn tìm hiểu ra thì mới biết là chung cư nơi mà bạn thuê ở đó nằm cạnh ngay nhà tang lễ của khu vực Bishan, và tất cả những cái người mất trong khu vực này đều phải đưa qua đó hết. Chung cư cách cái ga tàu điện khoảng 5 phút đi bộ, cho nên là bạn hay sử dụng cái phương tiện đó lắm. Và cái chuyến trễ nhất của tàu là 11 giờ tối, và thường thì giờ đó trên tàu gần như là không có người. Mọi chuyện thì cũng bình thường thôi, cho đến một cái ngày nọ, bạn đi chơi về trễ lắm. Lúc đầu là tưởng đâu là bị trễ cái chuyến tàu điện đó rồi, nhưng may mắn vừa tới kịp lúc leo lên cái chuyến cuối cùng là 11 giờ. Về đến cái ga tàu sát bên căn chung cư của bạn là tầm 11 giờ rưỡi. Cửa tàu mở thì cái cô bảo vệ đó tự nhiên vừa nhìn thấy bạn bước xuống nha, mặt cổ lạ lắm kìa, và cổ lập tức cổ kêu á là ê đi lẹ lên, đừng có chờ tới 12 giờ nghe chưa, coi chừng đó. Và nhìn cái gương mặt của cô rất là lo lắng. Tuy nhiên thì Mina đâu hiểu gì đâu các bạn, vẫn như bình thường đi ra khỏi cái ga tàu. Và lúc mà đi ngang qua cái cầu vượt để mà tới cái khu dân cư á, giống như là bên đây là ga tàu nè, cái khu chung cư của bạn là nằm phía bên kia đường, và đường xá bên xin các bạn biết là nếu mà để đi qua ngoại trừ những cái chốt đèn giao thông thì thường hay có những cái cầu vượt giống như bên mình vậy thôi. Thì lúc đó bạn mới băng qua cái cầu vượt, thì lúc mà đi lên trên cái cầu á, theo quán tính thì bạn cứ nhìn ngó xung quanh như nè, tại vì có một mình bạn đi thôi. Thì khi này đột nhiên bạn cảm giác là lạnh sống lưng lắm, quay qua quay lại cũng không có thấy ai hết trơn, và bạn rất là sợ, kiểu đi đường đêm thì cũng sợ ăn cướp ăn giật hồi này nọ các kiểu. Nhưng thôi may mắn á, là khi mà băng qua cây cầu rồi, đi xuống dưới rồi, gần tới căn chung cư của mình rồi, bạn vẫn rất là an toàn. Và ngay lập tức, trời xui đất khiến sao với các bạn, bạn mới quay đầu nhìn về phía cái cây cầu vượt dành cho người đi bộ ban nãy. Thì bạn thấy rõ ràng luôn là có một cái bóng người, một cái người phụ nữ mặc cái áo trắng và tóc xõa đang đứng thù lù ở trên cái lan can mà nhìn thẳng xuống cái hướng bạn. Bạn biết rồi, hồi nãy giờ bạn mới đi ngang qua trên cái đường về trễ không có bất kỳ một người nào hết, vậy thì cái người phụ nữ kia chỉ có thể là ma mà thôi. Cho nên ba chân bốn cẳng bạn chạy thật là nhanh về nhà, kể cho người yêu lúc đó của bạn nghe đó. Thì cái anh đó ảnh nói là hình như em gặp ma rồi đó. Tại vì em biết sao không, tầm một tháng trước khi mà mình về khu này nè, có một cái người phụ nữ vì cãi nhau với chồng cho nên là cô ta nhảy ngay chỗ cầu vượt. Và do cầu cao, cái lúc nhảy phần đầu cô ta đập xuống cho nên là cô ta chết ngay tại chỗ. Và lúc ông chồng đi ra nhìn thấy xác của vợ, khóc thét lên và sau đó là ông hóa điên luôn. Cái vụ nhảy cầu tự tử của cô đó rất là lớn ha các bạn, cũng chấn động. Và thêm một phần nữa là cả một cái khu Bishan này nè, đa phần là được xây nên từ nghĩa trang cũ, cho nên những cái người sinh sống ở đây á, họ rất là ngại nhắc tới cái chuyện tâm linh, do là kiểu cũng cẩn thận mồm miệng. Và anh bồ cũ, anh người yêu cũ của Mina biết hết á, nhưng ảnh không nói đâu, tại vì sợ nói xong Mina biết thì sẽ không có dám dọn qua đây để mà ở. Và khi mà hết hợp đồng thuê nhà ở khu vực Bishan, đến năm 2013 thì bạn chuyển qua thuê phòng trong một cái căn chung cư thuộc một cái tòa nhà khác. So về cái vị trí và cái diện tích của căn phòng đó thì cái giá thuê nó rẻ lắm các bạn, mặc dù là nội thất nó hơi cũ kỹ chút xíu và nhìn nó hơi lạnh lạnh.
Tòa nhà đó tên là Thang Thong Men Tower, và ngay ngày đầu tiên bạn dọn vào trong, bạn để ý có đầu của một cái con ma nơ canh nằm ở ngay trên cầu thang, nhìn thẳng vào cái cửa nhà luôn. Nó giống như là một cái điềm báo gì vậy. Bạn thì bạn không nghĩ là nó là một cái gì xui rủi hoặc là một cái dự báo gì đâu, và bạn cũng không nghĩ là cái căn chung cư này nó có ma nữa. Nhưng những cái người mà hỗ trợ bạn dọn nhà chuyển đồ đó, gương mặt người ta lo lắng lắm. Người ta cứ láo liếc, kiểu là láo liên nhìn xung quanh, nhìn giáo giác, giống như là họ đang sợ một cái chuyện gì đó. Và thái độ của họ gấp rút lắm kìa. Mang đồ vào thật là lẹ, rồi sau đó lập tức là rời đi. Bạn cảm thấy lạ, nhưng mà cũng không hiểu lý do vì sao. Trong những cái ngày đầu tiên bạn ở đó nha, bạn book taxi, tức là mình giống như mình book Grab vậy đó. Book từ cái tòa nhà, không ai nhận hết trơn, không một người nào nhận hết. Và ngay cả bạn đi taxi từ trường về nhà đó, thì các chú tài xế đó đều thả bạn ở một cái tòa nhà khác gần đó, và buộc lòng là bạn phải đi bộ về cái chỗ tòa nhà của mình. Những cái câu chuyện nó càng ngày nó càng lạ, rất là thắc mắc luôn, nhưng thôi cũng kệ. Cho đến một ngày nọ, hôm đó là Mina đặt McDonald's về nhà ăn, nhưng mà bỗng quên mất địa chỉ. Vậy là bạn lên bạn search Google đó là Thang Thong Men Tower, thì bạn mới biết được một cái tin. Cái tòa nhà mà bạn đang ở này được mệnh danh là tòa nhà quỷ ám kinh dị nhất cái Singapore. Và cũng từ đó, khi mà bạn nhận thức được rồi, thì càng ngày càng nhiều những cái câu chuyện tâm linh diễn ra với bạn, những người bạn và những cái người thân ghé qua cái tòa nhà này. Nói về lịch sử của nó chút xíu, Thang Thong Men Tower được xây dựng vào những năm 1970, và trong cái lúc mà xây đó thì có một số những cái vụ tự tử. Trong số đó đặc biệt là vụ của một người phụ nữ nhảy từ trên tầng cao xuống dưới hồ bơi, chết ngay tại chỗ, và cô ta mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ. Qua những cái lời kể của cư dân cũng như là bạn đọc được ở trên mạng đó, đến bây giờ vào buổi tối thỉnh thoảng một số những người vẫn còn nhìn thấy cái cảnh tượng đó, nhưng tuy nhiên bạn chưa gặp ha. Và bên ngoài của tòa nhà thì nó được sơn một cái màu đỏ, nó giống như là cái màu máu đổ vậy các bạn. Lý do là vì dân cư từng thuê đạo sĩ đến để làm bùa, và người ta khuyên là nên sơn màu đỏ đi. Tuy nhiên những cái hiện tượng tâm linh vẫn xảy ra, và tòa nhà có một lần sơn lại màu khác. Nhưng kỳ lạ tới cái nỗi nha các bạn, nó những cái màu sơn mới đó, nó tróc ra và cuối cùng vẫn quay về cái màu đỏ. Cũng có thêm một vài những cái trường hợp chết đuối ở trong hồ bơi, mà một điểm lạ là cái kích thước và cái độ sâu của hồ bơi rất là cạn. Và trong căn hộ của các dân cư cũng thường xuyên có những cái tiếng động lạ, những cái tiếng di chuyển đồ vật nè, tiếng bàn ghế kéo lê, những cái tiếng bước chân đi qua đi lại. Và những sự kiện đó đa phần tập trung xung quanh phòng khách, đến nỗi những cái bác bảo vệ trực đêm ở đây nè cũng hay gặp là cái chuyện rất là bình thường luôn. Và họ kêu là những cái vong ở trong này á, dữ lắm. Và đầu tiên là trải nghiệm của bản thân Mina. Sau khi biết được tòa nhà này có ma rồi, nghĩ trong đầu thì mình cũng không sợ lắm đâu, do đã quen với cái việc mà gặp người âm từ cái căn nhà đầu tiên ở khu vực Newton qua tới cái căn nhà thứ hai, căn phòng thứ hai ở khu vực Bishan. Cho nên chắc là lần này ta cũng chỉ hiện lên ta ghẹo ghẹo sơ sơ vậy thôi. Nhưng không, trong cái lúc mà bạn đang học bài trên giường á, đang học như vậy nè, đột nhiên bạn quay đầu qua bên trái, bạn nhìn thấy là phía góc phòng cạnh cái cửa ra vào có một cái bóng đen. Nó hiện ra ngay cái lúc mà bạn đang còn tỉnh táo, chứ không phải là trong giấc mơ đâu nha. Cái bóng đen đứng đó nhìn chằm chằm về phía của Mina, nhìn trực diện vào đôi mắt của bạn. Và bạn cũng nhìn lại và bạn nghĩ trong đầu, thôi xong, chết rồi, gặp nữa rồi. Mãi một hồi sau, bạn có nói với lại cái bóng đen đó, tức là nghĩ trong đầu nha, là tôi chỉ ở đây có 6 tháng thôi và tôi sẽ không có làm gì mấy người cả. Cho nên là mấy người đừng có hù tôi nhé. Tôi cũng chỉ là du học sinh, tôi thuê nhà ở đây để đi học mà thôi. Và kể từ sau cái lần đó thì bạn không còn gặp cái bóng đen nữa. Nhưng mà đôi khi những cái lúc đi tắm đó, thì nhà tắm đột nhiên là cúp điện. Dù trong lòng cũng sợ nhưng mà nghĩ đến chuyện, cố gắng là nghĩ đến cái chuyện khác cho nó quên đi. Sau đó thì bạn có gọi cho ông chủ nhà kêu ổng sửa điện, nhưng tầm mấy ngày sau thì ổng mới cử thợ tới. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi, mỗi lần đi tắm thì bạn đều phải đốt đèn cầy và nhìn cái khung cảnh bên trong thấy ghê lắm kìa. Và thi thoảng thì bạn còn nghe thấy những cái tiếng động ở bên ngoài phòng khách vào giữa đêm. Những cái tiếng kéo lê bàn ghế giống như là họ muốn ngồi xuống ngay chỗ cái bàn ăn vậy đó. Và thêm một điểm nữa, trong cái căn chung cư này nó có 5 phòng ha. Bạn thì thuê một phòng. Lúc mà mới vào thì ông chủ kêu là 4 phòng còn lại đều có người thuê hết rồi. Nhưng trong suốt 6 tháng bạn ở đó, bạn không hề gặp bất kỳ một người nào, và bạn cũng không nghe những cái tiếng động gì phát ra từ trong những cái căn phòng đó. Cách âm thì nó đâu phải là tốt đâu. Nếu như có người ở
Thi thoảng đi ngang qua cửa phòng thì phải nghe cái tiếng động, tiếng sột soạt, tiếng bật nhạc, tiếng này tiếng kia chứ. Nhưng tuyệt nhiên là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Và thỉnh thoảng bạn chỉ thấy là đồ đạc ở trong nhà nó di chuyển từ vị trí này sang cái vị trí khác mà thôi. Và đôi khi là cửa chính á, nó tự động mở, tự động đóng. Chỉ có như vậy, chứ chưa bao giờ bạn nhìn thấy một cái người ở chung nhà nào hết. Cho đến một ngày nọ, những cái câu chuyện với bạn thì rất là đơn giản ha. Một cái người bạn trai cũ của bạn từ Việt Nam qua thăm và có lại trong phòng. Cái tính của anh đó thì là một người rất là hiền hậu luôn, hòa đồng. Nhưng mà từ khi sang bên này nè, thì tự nhiên anh hay cáu gắt lắm. Anh hay cáu bẩn mà nổi tính ghen tuông này kia. Cho nên là hai người thường xuyên là cãi nhau. Cho đến khi mà anh về Việt Nam được tầm một tháng, thì bạn phát hiện ra là bạn đang mang thai. Và lúc đó do còn là sinh viên, cho nên bạn sợ gia đình biết lắm. Lặng lẽ mua vé máy bay về Việt Nam để mà gặp người yêu, và anh dắt bạn đi uống thuốc phá thai. Và sau khi bạn quay lại Singapore trong ngày, ngay trong ngày hôm đó luôn, buổi tối, bụng bạn đau dữ dội và bên dưới tuôn ra một cái cục máu. Và lúc đó bạn cũng thiếu hiểu biết, cho nên gói cục máu lại vào trong giấy báo và quăng vào thùng rác, chứ không có cúng kiến gì hết. Và từ sau đó là cả hai người liên tục cãi nhau. Cãi nhau qua Skype á, kiểu mọi người hai người chat này nọ thì hay cãi nhau, gọi video call hay chửi lộn lắm. Và có lần vì bạn quá nóng giận và bạn đập luôn cái ly kỷ niệm của hai đứa và trong đầu của bạn ngay cái lúc đó nha. Bạn vừa đập cái ly xong thì tất nhiên nó sẽ có những cái miếng miễn vỡ đó. Ngay trong đầu của bạn vang lên một cái giọng nói á, là cứa đi, cứa đi, cứa vào tay đi. Và bạn cũng cầm cái miếng miệng nó lên để sát vào ngay chỗ cái mạch máu ngay chỗ này nè, tính để thiệt luôn nha. Nhưng mà ngay khi đưa cái đường đầu tiên á, thì lập tức bạn ngưng lại. Giống như là có ai nhắc ông bà cũng huyền phù hộ độ trì đỡ cho bạn hay sao đó, làm cho đầu óc bạn tỉnh táo ra. Chứ nếu mà cắt ở trong nhà có mình thì chắc chắn là chết rồi. Cái tình trạng đó nó cứ liên tục tiếp diễn cho đến một khoảng thời gian sau. Người yêu của Mina giấu bạn đi Mỹ vào ngay cái ngày mà Mina từ Singapore về Việt Nam. Và do là cãi lộn nhiều quá, hết tình cảm và biết là hỗn hợp nữa, cho nên là cả hai chia tay. Tầm khoảng 3 tháng sau đó, bạn có quen một người khác, cũng là du học sinh giống bạn ha. Có một lần ảnh mua đồ ăn sang nhà của Mina ăn tối và xem ngồi hai đứa ngồi xem hoạt hình vui vẻ lắm kìa. Thì Mina có kể về những cái chuyện lạ trong cái căn nhà này và cũng như là cái truyền thuyết về nó. Và Mina có hỏi anh người yêu là anh có sợ không? Thì anh đó ảnh cười và anh nói với cái giọng khinh khỉnh mỉa mai đó là anh không sợ và anh cũng không tin vào chuyện ma cỏ quỷ ám gì đâu. Nhưng ngay lập tức, ngay cái buổi tối hôm đó, sau khi mà từ tòa nhà Thang Thông Men này trở lại về cái căn nhà mà của anh người yêu ảnh thuê đó, mới bước vào phòng, chưa kịp tắt đèn, mới ngồi chơi thôi, thì đột nhiên có một cái bóng đi ngang và đứng ở trước cửa phòng. Cái cửa phòng của anh này là dạng cửa nhôm, bên dưới là nhôm, bên trên là có dán giấy bóng mờ đó. Anh tưởng là cái người bạn cùng nhà cho nên hỏi là ê, mày hả tê, mày hả tê. Nhưng mà không thấy cái bóng ngoài kia trả lời lại. Và rồi ngay cái lúc mà anh nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ, tắt đèn tối thui rồi, thì cái bóng nó từ từ mở cửa đi thẳng vào bên trong, tới ngay chỗ của anh này nằm và đè lên trên người của anh. Anh cố gắng hết sức để vùng dậy nha, nhưng mà không được. Rồi anh nghe bên tai nói á, cái người đó nói với anh á, là mày nói mày không sợ mà, tao đè cho mày biết nha. Mày nói mày không sợ mà, để tao đè cho mày biết, coi á là mày có sợ không. Và rồi tiếp theo là một cái tràng cười cực kỳ là ghê rợn luôn. Khi này, anh kia anh cố gắng là niệm Phật, cố gắng là vùng vẫy và dùng hết sức bình sinh, nó cố gắng là chịu đựng. Và nó đè liên tục trong vòng khoảng 30 phút thì nó thả ra và anh giành được quyền điều khiển cơ thể của mình. Sợ lắm các bạn, sợ quá trời sợ rồi. Lấy điện thoại gọi liền cho Mina và qua ngày hôm sau, anh mới mua trái cây nhang đèn qua cúng để mà xin tạ lỗi. Và từ sau đó thì anh không còn gặp nữa. Cái khoảng thời gian mà Mina đi du học á, bạn khá là năng động cho nên là có tham gia những cái hoạt động của hội du học sinh trường. Và trong một lần mà hoàn thành xong cái dự án, mọi người kéo nhau tầm khoảng nhóm tầm khoảng 7-8 người sang nhà của Mina để mà nhậu after party. Trong nhóm có một anh tên là anh Khôi. Lúc đó đó là anh uống rượu trong nhà, anh hơi say say rồi, thì anh có đi ra ngoài để anh đi vệ sinh. Và một lúc sau mọi người đang ngồi ở trong thì nghe anh đấy cái tiếng bước chân các bạn dồn dập và cái giọng của anh Khôi nó hớt ha hớt hải luôn. Anh chạy từ bên ngoài, anh mở cửa phòng ra lao thẳng vào bên trong. Mồ hôi của anh nhễ nhại mà cái mặt xanh chành như là tàu lá chuối vậy đó. Anh la toáng lên, anh kêu á là ê ê ê cô mà cô mà cô mà. Thì khi này nè,
Mọi người á, ai cũng ngơ ngác hết trơn. Kêu ảnh là thôi anh bình tĩnh đi, có chuyện gì. Thì đến khoảng 15 phút sau ảnh mới hoàn hồn nha các bạn. Ảnh kể lại đó, là trên đường từ cái phòng đi ra toilet thì phải đi ngang cái bếp. Đột nhiên á, anh thấy một cái người phụ nữ mặc cái váy màu đỏ, tóc rất là dài, đang đứng làm bếp. Anh có quay qua anh kêu á, là hello, hello. Nhưng mà cái chị đó chỉ không có trả lời. Thấy lạ rồi, nhưng mà thôi cũng kệ. Chắc là người ta không có thích giao du với lại những cái người mà ta không biết mặt. Cho nên là anh đi thẳng luôn vào trong toilet. Nhưng trước khi đi, anh quay qua nhìn kỹ vào cái người phụ nữ kia thì mới thấy là cái người đó các bạn, không có cái bóng phản chiếu qua cái ô cửa sổ. Cái bếp á, ba hướng đều là kính hết trơn. Nhưng người phụ nữ đó không có bóng phản chiếu vào cái lớp kính, cho nên anh biết là ma rồi. Cố gắng nha, bình tĩnh lại. Anh nghĩ là bây giờ mình hoảng lên là mình chết, nên là thôi anh lơ luôn, tính bước tiếp đi. Thì lập tức, cái người phụ nữ trong cái bộ váy đỏ đó quay cái đầu nhìn về phía của anh Khôi này và kêu: "Ê, còn đói không? Tao đang làm đồ ăn cho tụi bay nhậu nè. Đói không?" Và lúc đó giống như là ma xui quỷ khiến, nó bắt anh phải quay lại bằng được để mà nhìn cái vong của người phụ nữ kia. Thì anh thấy đó, bà ta đang cầm một cái cây dao, trước mặt là một cái tấm thớt, đang ngồi gọt đồ ăn giống như là gọt trái cây, gọt mấy trái dưa leo hoặc là cà chua vậy các bạn. Nhưng thay vì là dưa leo hay cà chua thì đây là những cái ngón tay người. Nó chặt bặt, ngón tay nó đứt lìa từng khớp ra, và trên cái tấm thớt á toàn là máu không. Máu nó nhiễu chảy đầy cả một khung. Lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, anh mới chạy ngược lại vào trong phòng và kể cái sự tình đó cho mọi người nghe. Và khỏi phải nói, tất cả mọi người ngồi trong phòng của Mina sợ xanh chành hết mặt mày, im hết, không ai nói một câu nào. Và ngay lập tức bên ngoài nghe có cái tiếng lục đục, cái tiếng bước chân người đi qua đi lại. Ở trong ngồi sợ lắm, run cầm cập. Và một hồi sau, khi những âm thanh bên ngoài hết rồi, lập tức cả đám là xin đi về giải tán, không có ai dám ở lại. Và sau khi mà về đến nhà rồi thì có thêm vài người ở trong hội có nhắn tin cho Mina kêu á, là cái lúc mà đi ra thang máy á, cái số thang máy nhảy liên tục, nhất quyết là cái thang máy nó không chịu dừng ở cái tầng 15, chính là cái tầng nhà của Mina. Cho nên cả hội sợ quá mới lội bộ đi xuống. Và ra đến cổng bắt taxi thì không một ai chịu dừng. Nó giống hệt như là cái lần đầu tiên Mina dọn vào trong cái căn phòng này thuộc cái tòa nhà Thang Trong Man Tower. Bạn đặt taxi, không có ai chịu rước, và thậm chí khi bạn đi taxi từ trường về tới đây, người ta cũng thả ở chỗ xa xa cho bạn đi bộ, chứ không có ai dám tiếp xúc với cái tòa nhà này hết trơn. Cho nên là cả hội dắt díu nhau đi ra cái trạm xe buýt gần đó, bắt xe buýt và một số đi xa xa hơn chút xíu nữa để mà đón taxi. Bạn đi một khoảng thời gian sau, còn thêm một vụ nữa. Có một người bạn của Mina tên là Linh, do đi chơi về trễ cho nên có xin qua bên phòng của Mina để mà ngủ ké. Lúc vô thì mọi thứ bình thường lắm, cho đến khi mà Linh ngủ, cô ta nằm một cái giấc chiêm bao. Linh thấy là mình đang mặc một cái váy màu đỏ, đi từ bên ngoài hành lang vào trong căn hộ chung cư nơi Mina đang ở. Sau đó tiếp tục bước ra ngoài chỗ cái lan can đó các bạn. Linh đưa hai tay của mình nắm vào cái thành lan can và sau cùng á là nhảy từ trên tầng 15 nhảy xuống, chết ngay ở cái hồ bơi. Cái hình ảnh đó y chang như là cái truyền thuyết ngày xưa về cô gái cũng mặc một cái đầm đỏ, nhảy từ trên cao xuống và cũng chết ngay chỗ cái hồ bơi khi mà xây dựng cái tòa nhà Thang Trong Man Tower. Lúc này, Linh tỉnh dậy, mệt mà sợ lắm các bạn, rợn hết cả sống lưng. Nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng thôi, tính là lay Mina dậy để mà kêu Mina dẫn mình xuống dưới bắt taxi về nhà chứ không dám ở đây nữa. Nhưng mà Mina ngủ mê quá trời mê luôn, cố gắng ngồi đó chịu trận. Đến khi mặt trời lên tầm khoảng 6 giờ rồi thì mới đi xuống để mà đón taxi. Và kể từ sau cái sự việc đó thì Linh không bao giờ dám quay trở lại tòa nhà này thêm một lần nào hết. Và về bản thân của Mina, bạn cũng cố gắng ở cho đến khi hết hợp đồng thì cũng chuyển qua cái nơi khác. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Si ha. Năm nay em 20 tuổi và đang là sinh viên năm 2 học tại Thủ Đức. Nhà em thì ở Bình Thạnh và do là em chạy xe máy rất là yếu nên phương tiện đi lại của em chủ yếu đến trường nó sẽ là xe buýt số 19. Xe buýt này nó sẽ chạy từ quận nhất qua Bình Thạnh, Thủ Đức cho đến cái chỗ mà em học luôn, nên rất tiện. Tuy vậy, vì tiện nên là xe này rất là đông.
Có khi mà đến trạm nhà em thì đã kín hết chỗ rồi và em phải đứng suốt từ nhà đến gần cái trạm Suối Tiên thì mới được ngồi. Chính vì lẽ đó nên là em rút kinh nghiệm sẽ bắt cái chuyến xe đầu tiên. Lên xe buýt rồi thì mình sẽ được ngủ thêm chút xíu. Và thường thì em thức dậy lúc 5 giờ 15 và đi ra ngoài bắt xe là đi ra ngoài trạm á là 5 rưỡi. Tuy nhiên, cái ngày hôm đó em có bài kiểm tra cho nên quyết định là dời mọi thứ sớm lên 15 phút. Có nghĩa là 5 giờ đã dậy và 5 giờ 15 là lên xe rồi. Mà không hiểu tại sao, cái ngày hôm đó xe buýt rất là vắng và hầu như bác tài chỉ dừng lại có 1-2 trạm để đón thêm khoảng 2-3 người gì nữa là chạy thẳng đến trường của em luôn. Và khi mà tới nơi á, em có xem giờ thì mới có 5 giờ 35 phút. Cổng trường thì cũng được bác bảo vệ mở ra một chút xíu rồi, với lại em cũng đang say ke á. Đang buồn ngủ sớm quá mà nên là cũng không có để ý gì nhiều đâu, mà quyết định là sẽ lên chỗ mình kiểm tra. Tả sơ về trường của em, nó có tổng cộng là 6 tòa và hôm đó em kiểm tra ở cái tòa C1. Tòa này thì cũ kỹ lắm rồi và chỉ dùng để học các môn đại cương, lý thuyết với lại để thi thôi. Và hôm đó em vào trường thì tất nhiên là vắng, mới 5 rưỡi đó ai mà vô. Thì em có đi một mình lên thang máy lên trên lầu 3 của khu C1. Và vừa bước chân ra khỏi thang máy thì có một cái cơn gió lạnh đó, nó ập vào trong người làm cho em gai hết cả sống lưng. Lúc này vẫn chưa nghĩ gì chuyện ma cỏ gì đâu nha. Em cũng tự nhủ là thôi kệ đi, lỡ rồi, giờ lên không lẽ giờ xuống lại làm gì. Ngồi ngoài hành lang ôn bài luôn, chờ cô lao công lên cũng mở cửa rồi vô. Do là thời điểm đó không có bất kỳ một người nào ở trong tòa C1 ngoại trừ MC này. Chìa khóa của lớp á, do mấy cô lao công cổ giữ, cổ sẽ là người mở ra ha. Và trời cũng chạng vạng sáng, 5 giờ mấy, gần 5:40 rồi, thì em cũng không lo gì nữa. Ngồi trước cửa lớp, em đưa cái lưng mình vào lớp và cái mặt thì hướng ra ngoài phía lan can ha. Ngồi được khoảng tầm 5 phút thì em có nghe thấy cái tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang bộ ở bên tay trái. Và sau khi cái tiếng bước chân đó là cái tiếng cười rất là lớn của một cái người phụ nữ. Rõ ràng là giọng của con gái nha các bạn. Cười kiểu rất là sảng khoái. Nhưng mà khi cái âm thanh đó vọng tới chỗ em thì em nổi hết cả da gà luôn. Tại vì nghe nó mà nó ngộ lắm kìa. Khi này Si chỉ nghĩ đơn giản chắc là cô lao công cổ đi lên cổ mở cửa và cổ nói chuyện điện thoại với ai nên là cổ mới cười như vậy thôi. Và cái âm thanh, cái tiếng cười đó nó cứ vang lên suốt. Thì một hồi sau tự nhiên nó im bặt. Tất cả mọi thứ, cái không gian rơi vào trạng thái yên tĩnh đến cái mức đáng sợ. Và em quay qua bên trái nhìn thì không thấy một cô lao công nào hết. Và lúc này không bình tĩnh được nữa rồi nha các bạn. Sợ sợ rồi. Em mới đứng lên để mà hít thở, đi thẳng về chỗ cái lan can. Nhìn trên nhìn xuống, hít một hơi thật là sâu. Và ngay cái lúc đó em nghe thấy có một cái giọng nữ, giọng của một người con gái, thì thầm vào trong lỗ tai của em á: nhảy đi, nhảy đi, nhảy xuống đây, xuống đây nè. Rồi cái giọng nói đó lại phát ra một cái tràng cười ghê rợn, y chang như tràng cười ban nãy. Khi này em biết là mình gặp cái gì rồi nha các bạn. Tay chân của em không có cử động được và em cảm giác có ai đó đang lấy cái bàn tay với những cái móng tay rất là nhọn siết chặt vào cái eo của em. Nó siết chặt tới nỗi làm em đau điếng mà miệng không thể nào la lên được. Và cái tiếng của người đó lại nói vào cái lỗ tai của em: nhảy đi, nhảy đi, nhanh lên, nhảy xuống đi. Và lúc này từ lầu 3 nhìn xuống là em say sẩm mặt mày hết trơn. Em mới bắt đầu là em niệm Phật ở trong đầu. Em niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Em niệm trong đầu càng ngày càng niệm á, nhưng mà cái tiếng cười đó vẫn vang lên. Em niệm liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục và cố gắng một hồi sau thì em điều khiển được cơ thể của mình. Em sợ quá trời sợ rồi các bạn. Nhìn lại đồng hồ mới có 5 giờ 45 phút thôi. Cho nên em tức tốc ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ thang máy, bấm xuống lầu 1. Thấy chú bảo vệ đang ngồi ở trong cái phòng của chú đó thì em mới chạy vô. Em chưa kịp nói gì hết trơn nha, mặt mày xanh chành á, thì chú bảo vệ chú đã nói trước rồi. Chú hỏi á: ủa con, nãy giờ mày đâu vậy? Mới chưa được 6 giờ mà sao tự nhiên mày lên nói chi vậy con? Rồi mày có gặp gì không? Em chưa kịp nói với chú bảo vệ câu nào hết mà chú đã tự động hỏi như vậy, thì có nghĩa là chú cũng biết ở trong cái trường này có vấn đề. Mãi một lúc sau ngồi bình tĩnh trở lại, hai chú cháu có nói chuyện trao đổi thì em cũng lên đi thi. Và thi xong thì trở về nhà, và lúc đứng ở trong toilet em có vạch cái áo để coi cái eo của mình thì em thấy là nó bầm tím hai bên rồi các bạn. Câu chuyện thứ hai mà em gặp trong lúc đi học quân sự cũng trong cái khu... đại loại là nôm na trong cái khu viên của cái trường rất là lớn ở quận 9. Và để đến được trung tâm này thì em phải đi hai chuyến xe buýt. Xe số 19 từ nhà em đi lên ký túc xá khu A, và từ
ký túc xá khu A đó, bắt xe số 30 đến ngã tư Quốc Phòng rồi đi bộ thêm một khoảng rất là dài nữa. Và khu vực ở đó thì âm u lắm các bạn, gần một cái hồ, rồi hai bên toàn là cây cỏ không à. Và em thì không ở lại khu quân sự cho nên là phải đi từ rất là sớm. Em nhớ cái ngày đó tầm khoảng 5 giờ 40 thì em tới ngã tư Quốc Phòng và bắt đầu đi bộ vào trung tâm để mà học vào quân sự. Và vừa đi thì em vừa nghe nhạc, và thật sự là đường đi vô nó rất là dài luôn các bạn. Nó phải là đi khoảng 15-20 phút gì thì mới tới đó. Và mọi người lúc này đi chung xe 30 của em thì do em đi nhanh lắm nên mọi người bị bỏ lại phía sau hết trơn rồi. Cái thói quen của MC này nè, lúc mà đi thì hay nhìn dưới đất, do là đường nó cũng gập ghềnh không có bằng phẳng. Thì có lúc đang nhìn, nghe nhạc, ngẩng đầu lên thì em thấy trước mặt là một cái người bạn của mình là bé tên là Trang. Thì bé Trang này tóc rất là xoăn xù một cách rất là đặc trưng, thêm một cái đôi giày màu hồng xám nữa thì chắc chắn không thể nào nhìn lầm được. Em mới lật đật, em đi càng nhanh lên. Vừa đi em vừa gọi theo nó đó, ê Trang, ê Trang, dừng lại mày chờ tao dưới coi. Nhưng lạ cái, bình thường em gọi thì bạn của em sẽ trả lời, nó sẽ dừng lại liền. Nhưng hôm nay nó cứ đi băng nhanh quá trời mà em đuổi không thể nào kịp. Giống như là em tăng tốc thì cái người đi trước mặt em cũng tăng tốc. Khi em đi chậm lại thì cái người trước mặt cũng đi chậm lại. Và rồi từ từ, một người đi trước, một người đi sau. Đến cái đoạn có một cái ghế đá ven đường á, em vừa mới quay đầu nhìn qua cái ghế đá đó, quay đầu nhìn trở lại thì thấy là cái bóng dáng trước mặt đâu mất tiêu rồi. Tới lúc này nha, em vẫn không tin là mình gặp ma đâu. Cho đến khi em vào trung tâm, tự nhiên thấy bé Trang nó đi một cái đường ngược lại, là cái đường đó là đường dành cho sinh viên gửi xe máy á, thì nó mới vẫy tay nó chào em. Thì MC này đứng sững người luôn. Em mới hỏi là, ủa Trang, sao mày đi đường này? Thì con bạn ngạc nhiên nó kêu là, ủa tao không đi đường này, tao đi đường nào má? Tao đi xe máy từ khu A tới đây nè. Lúc này MC không nói gì hết nha, nhưng em tự động hiểu ra ban nãy là mình vừa mới bị ma ghẹo. Và câu chuyện thứ ba mới xảy ra gần đây thôi các bạn. Lúc này thì em có đi làm gia sư cho một bé lớp 8 ở Gò Vấp. Nhà bé đó thì trong một cái hẻm khá là sâu. Bình thường thì em sẽ tự đi xe máy, nhưng hôm đó người yêu em chở là đi dạy cái lần đầu tiên luôn đó. Và lúc đi thì em ngồi sau chỉ đường, người yêu chạy đến trước cửa của nhà bé lớp 8 đó, thì em đi vào dạy và rất là bình thường luôn, không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra hết. Cho đến khi mà em dạy xong, em đứng trước cửa thì em chưa thấy người yêu của mình tới nên em mới gọi. Thì người yêu của Si không có nghe máy, tắt cái cụp, xong mà nhắn tin lại là em đi bộ ra cái hẻm được không? Nãy giờ anh chạy vô chạy ra hoài mà anh không kiếm được cái nhà, anh cứ bị đi vòng vòng hoài luôn á. Cái hẻm nó tối thui rồi các bạn, không có đèn đường, chỉ có đèn từ mấy cái nhà hai bên nó hắt ra bên ngoài thôi. Và đang đi thì em nhìn thấy trước mặt bên tay phải có đứa bé trai, nó ngồi co ro ở trong một cái góc xó mà nghe cái tiếng nó rên rỉ tỉ tê mà rợn người lắm kìa. Giống như là nó xin ăn, nó đói quá mà nó khát quá mà nó đau mà nó chịu không nổi gì đó. Và tầm khi này là 9 giờ đêm rồi. Si thấy tội lắm nên em mới đi lại em hỏi coi là, ê em ơi em có làm sao không vậy? Nhưng vừa mới dứt cái câu hỏi đầu tiên nha các bạn, thì cái đứa bé trai á, nó ngước mặt lên, nó nhìn thẳng vào mặt của MC nè. Thì cái da của nó trắng bệt như là cái xác chết trôi. Hai con mắt thì trợn lên toàn là tròng trắng thôi, và cái miệng của nó vẫn phát ra những cái tiếng rên hừ 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 hừ, rất là thấy ghê. Khi này nè, em sợ quá trời rồi, ngồi thụp xuống dưới đất nha, không có đi nổi luôn các bạn, lấy hai cái tay chống mà bò mà lết xuống dưới đường. Và một hồi thì ngất xỉu luôn. Và đến sáng hôm sau em tỉnh dậy, thấy là mình đang nằm ở nhà. Và qua lời người thân kể, lúc mà em bị nạn, lúc mà em gặp vong của đứa bé quỷ đó, thì em la lên, những cái người dân xung quanh nghe tiếng mới chạy ra và họ nhìn thấy là em này thấy ghê lắm kìa. Lết tự nhiên cái lết dưới đường luôn các bạn, nhưng mà nhìn xung quanh làm gì thấy ai đâu, họ không có thấy được cái đứa bé ma nó. Và một hồi thì thấy là MC này em xỉu, cho nên là mới tri hô nhau ra, đưa em về đến tận nhà. Và qua cái sự kiện nhớ đời đó, em cũng đổi buổi dạy của đứa học trò lớp 8 qua cái buổi chiều để mà em được về sớm hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của một người em tên là Luân. Ngày xưa ông nội của Luân ở miền Nam có quen được với một bà tên là Trang, và hai người có với nhau người con đặt tên là Hồng. Và mãi về sau này thì ông phát hiện ra là người vợ đầu tiên của mình ngoại tình, cho nên là ông mới một mình dẫn con cô Hồng á về trong miền Trung sinh sống và lập nghiệp. Đến năm 1945 thì gặp được bà nội tên là Hương, cưới về làm vợ, cho đến năm 1950 thì đẻ được ba người con.
Tuy cái cô Hồng là con của người vợ đầu tiên, không phải là con ruột của bà nội em đâu, nhưng mà cũng rất là hết lòng là yêu thương cô. Ngày xưa nhà của nội thì cũng khó khăn, cho nên là cô Hồng đó cũng không được đi học. Gia đình nội có hai con bò các bạn. Mọi việc nhà cũng như là việc cho hai con bò dẫn đi ra ăn cỏ đồ này kia là một tay cô Hồng này cũng làm hết, và cũng rất là tháo vát, cũng rất là giỏi luôn. Và cũng do cái thời điểm đó là bà nội mới sanh, cho nên là không có tiện đi lại. Và lúc đầu thì mọi thứ cũng rất là bình thường, cho đến ngày 17 tây tháng 5. Buổi tối cả nhà đang ăn cơm thì ông cố của em có đến chơi. Ngày xưa ông cố làm thầy nha các bạn. Cho nên lúc vào trong nhà, nhìn mặt con cháu sau ông bấm độn xem ngày các kiểu, thì ông có nói với bà nội: cái con Hồng này nè, năm nay là năm tuổi của nó, và ngày mai đó, 18 tháng 5 là ngày sát chủ, mày không có được cho nó đi chăn bò ở sông suối nghe chưa. Và dặn dò xong thì ông cố ngồi thêm chút nữa rồi ông ra về. Và bẵng đi đến sáng ngày hôm sau, lúc mà tỉnh dậy thì bà nội thấy là cô Hồng này nè, cô đang mở bò đi chăn, và nhớ tới lời của ông cố nói, cho nên bà nội chửi lắm, kêu á là nay con không có được đi ra ngoài, con ở nhà đi, lục nè, nước lớn lắm, nói quá trời nói, chửi quá trời chửi luôn. Nhưng mà mặc cho bà nội nói gì thì cô Hồng đó cô cũng mặc kệ. Cô đợi bà nội đi vào trong nhà rồi thì cô cũng lén mở bò, cô dắt ra tới ngoài bờ suối. Và lúc đó thấy tụi con trai tắm chung với bò thì cũng bắt chước theo. Nhưng mà mấy người kia ai cũng biết bơi, riêng cô Hồng thì không. Do là tắm chung với con bò đó nên là cô cứ nắm chặt cái đuôi, tại vì rất là sợ tuột. Tuy nhiên thì nước chảy quá là xiết luôn các bạn. Và cứ đứng ở đó chịu đựng một hồi thì cô hoảng lắm. Và trong một cái giây phút bất cẩn, đuối rồi, cô mới buông tay ra. 5-6 giờ chiều cùng ngày, bà nội ở trong nhà kêu cô quá trời luôn mà không thấy, và cứ tưởng đâu là cô đi chơi vòng quanh trong xóm. Bà nội đi tìm hết nhà này nhà kia cũng không thấy luôn. Và lúc này bà nội sinh nghi rồi, chạy về ra phía sau cái chuồng bò, thấy hai con bò mất tiêu, cho nên bà nội biết thôi xong rồi, chắc chắn là cô đã đi chăn bò. Và nhớ tới cái lời dặn của ông cố tối qua, cho nên là bà càng hốt hoảng, bà sợ và bà khóc. Và lúc đó có một cái chú hàng xóm, chú chạy vào chú báo tin là con Hồng đi chăn bò, nước xiết quá cho nên là nó bị cuốn trôi rồi. Và nghe cái câu đó là bà nội rất là rối các bạn, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, không biết là cô Hồng có còn sống không. Cho nên là gọi ông nội cùng với mọi người trong xóm đi lên trên suối để mà kiếm. Và đàn ông con trai ai cũng biết bơi hết, cho nên tầm đâu một tiếng sau là vớt được xác của cô Hồng rồi. Em Luân này nghe kể lại là lúc vớt được xác của cô lên thì gương mặt nó trắng bệch và mọi người nhìn thì xót lắm. Khiêng xác cô về để trước nhà, do là ngày xưa còn có cái phong tục là người chết không có được mang vào bên trong. Và qua ngày hôm sau thì mai táng cô lúc 7 giờ rưỡi tối. Ông nội và những cái người ở trong xóm đưa cô đi ra nghĩa địa, và riêng bà nội thì bận lo cho con nhỏ cho nên là không có đi được. Khi này, trên đường đi mai táng mọi người cũng thương khóc nhiều lắm các bạn. Và lúc mà ông nội cùng với đoàn đi được khoảng tầm 10 phút rồi đó, bà nội ở nhà cùng với mấy đứa con nghe cái tiếng khóc vọng từ ngoài bụi tre trước nhà. Cái tiếng khóc đó hu 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 hu, và nghe rõ ràng cái giọng của cô Hồng này á là: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Và bà nội biết chắc chắn cái giọng vừa kêu mình là của ai, chính là của cô Hồng xấu số. Lúc đó bà sợ lắm, vừa ẵm con vừa cho con bú mà vừa khóc, vừa sợ mà vừa thương cho cô Hồng. Và mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến một năm sau. Cái miếng đất của ông bà nội ngày xưa mua nó cực kỳ linh luôn các bạn, nhiều thứ trên đó lắm. Ở phần trước thì cũng sao đó nha, nhưng mà phần sau của cái căn nhà đó thì nó có khoảng tầm 20-30 ngôi mộ mà ông bà cũng không có biết rõ là những cái ngôi mộ này có từ cái lúc nào. Nhưng mà do cũng nghèo, cũng khó khăn, có được miếng đất, có tiền để mua là cũng mừng rồi. Chứ đừng nói chi đến chuyện mà bây giờ có ma có quỷ gì thì cũng cố gắng mà ở chung. Cái thời gian đó khi mà con cũng hơi hầm hầm cứng cáp rồi, bà nội có gửi con lại cho những cái người hàng xóm để mà đi làm. Ngày xưa thì bà nội làm nông nên lên rừng kiếm củi, và lúc mà kiếm củi xong rồi thì có đem bó lại đó, để ở phía sau gần chỗ của mấy ngôi mộ. Thì đến cái lúc tối, đang nằm ngủ bà nghe thấy có cái tiếng ai chọi cái gì đó lên trên cái nóc nhà, đung 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 đung, cọc 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 cọc. Và qua ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn ra cái khoảng sân á, thì bà thấy là những cái thanh củi hôm qua chính tay bà bó lại rất là gọn gàng, bây giờ nằm ngổn ngang luôn. Mỗi thanh củi là nằm ở một cái nơi khác nhau, và bà biết chắc là hôm qua bà đặt cái bó củi vô tình trúng lên trên nhà có một người âm nào, cho nên là người ta quở. Và chưa hết, có một cái hôm nọ bà nội dẫn con của mình đi ra ngoài sau để đi vệ sinh á, và vừa bước vào bên trong nằm xuống thì bà có một cái giấc chiêm bao. Bà thấy là một cái ông ăn mặc như là tướng vậy các bạn,
dáng dấp và cao ráo lắm. Người đô con bước từ cửa sau vào cái giường của bà và kêu á, mặt người ta đỏ hoe giận dữ lắm kìa. Nè, tại sao á, tại sao đêm khuya mà ngươi dẫn con ngươi đi mà mặc đồ trắng như vậy? Tại sao bộ không sợ bị bắt hồn hay là cái gì? Và do thời xưa làm gì có tiền đâu các bạn, mặc toàn cái vải trắng, màu đen hoặc màu xám, chứ nhà nào mà có điều kiện lắm thì mới có vải màu ha. Vì như Nguyễn vừa nói, cái đất của ông nội rất là rộng, nhưng mà chỉ xây căn nhà ở đằng trước và trồng cái đám bắp nhỏ còn lại ở đằng sau thôi. Thì 30 đến 40 cái ngôi mộ đó chết từ cái thời chiến tranh rồi. Và có một cái điểm đặc biệt ở chỗ cái sân trước đó, trồng cái gì nuôi con gì cũng mau lớn, không có bệnh tật. Nhưng mà cứ hễ là trồng hoặc là nuôi ở sân sau á, không chết thì cũng ốm đau bệnh tật. Và có một lần bà nội cùng với ông nội có mở một cái trang trại gà nuôi tầm khoảng 60 con, nhưng trong vòng một đêm thì bị vặn cổ chết sạch, không còn lấy một móng nào. Mặc dù như vậy, sống ở trên khu đất đó chỉ bị cái là đừng có động chạm vào cái mảnh vườn phía sau, mọi thứ sẽ rất là ok, thậm chí về vấn đề sức khỏe rồi làm ăn rồi này nọ. Và cũng Nguyễn nghĩ chắc cũng do ngày xưa ông cố của em Luân này làm thầy, cũng hay giúp đỡ mọi người lắm chứ không phải là tiền bạc gì đâu, nên là được ông bà che chở cho thế hệ của ông cố cũng như là con cháu sau này. Và nói về ông cố á, có một hôm nha, ông cố đang ở nhà mình thôi thì có một cái con hổ trên rừng nó xuống. Câu chuyện này xảy ra phải mấy chục năm về trước rồi. Con hổ nó đi vào trong nhà, định vồ tới chỗ ông cố thì tự nhiên cái cây đà trên trần nhà nó sập xuống các bạn, rơi trúng đầu con hổ và làm cho nó chết tức tuổi, chết ngay tại chỗ. Và có một cái hôm khác, khi ông cố cùng người bạn đi trên xe thì lúc mà bước ra tới xe rồi đó, thì bất chợt ông mới nhớ ra là ông quên mang theo cái túi sách, nên ông mới kêu là em mày đợi tao chút xíu đi, tao vô trong nhà tao lấy cái túi sách nha. Vừa mới quay lưng đi được khoảng 2 phút thì nghe một cái tiếng nổ rất là lớn ở ngay sau lưng. Và lúc mà ông quay lại ông nhìn thì ông thấy là người bạn của mình tự nhiên nhích cái xe lên và vô tình cán ngang qua cái trái mìn còn sót lại do chiến tranh. Và không may mắn, bạn của ông cố qua đời. Và đến năm 2005, lúc này Luân được 5 tuổi rồi. Ba vào cái thời điểm đó hay đi làm ăn xa cho nên chỉ còn có em và mẹ ở nhà thôi. Và một cái hôm nọ, em đang ngủ với mẹ thì khoảng đêm khuya, em nhìn ra xa xa thì em thấy có một cái người đàn ông nào đứng trước cửa nhà, mà cái dáng dấp rất là cao to, kiểu bự mà nó bệ vệ lắm cơ các bạn. Em có quay qua em lay mẹ của mình, em hỏi là mẹ ơi, có ai đứng ở trước cửa nhà mình kìa mẹ. Khi này mẹ tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn qua thì bà đâu thấy gì đâu, nên em bảo là thôi con ngủ đi, chắc là con nhìn nhầm đó. Và lúc đó thì mẹ không có nói gì hết. Đến thời điểm mãi về sau này mới biết cái người mà em thấy cao to bệ vệ đứng ở trước cửa nhà chính là cái ông tướng mà ngày xưa bà nội em đã một lần nhìn thấy. Và đến năm 2008 thì ông cố của em già yếu rồi nên là không có đi lại được. Hằng ngày ông nội phải đi ra để nấu cơm và nuôi ông cố. Và có một hôm, ông nội trên đường đi ra ngay chỗ nhà ông cố thì ông nội có bị ngã, kiểu bị chấn thương gì đó. Và sau mấy ngày đi khám phát hiện ra là ông nội có một khối u, lập tức là phải mổ liền. Và sau đó thì cũng bình thường cho đến năm 2010 thì ông cố qua đời. Và tiếp theo đến năm 2016 thì ông nội phát căn bệnh là ung thư dạ dày. Được gia đình đưa đi ra Đà Nẵng để mà chữa trị thì lúc đó bác sĩ kêu là di căn giai đoạn 3 rồi, nên là thôi gia đình đưa về nhà đi, cho uống bằng thuốc nam cầm chừng, được nhiều thì cầm chừng nha. Và nằm được khoảng 1 tháng 13 ngày thì ông nội mất. Và sau 7 ngày ông mất thì gia đình có mời thầy Pháp tới để mà coi quẻ. Và ông thầy kêu là cũng may cái hướng bếp của gia đình này đặt đúng cái hướng Tây, chứ không là ông nội mất vào cái lúc mà ông đi mổ cái khối u rồi. Và cái lúc ông nội mất đó các bạn, em có đi vào phòng để ông nội để mà em nằm á, thì em tự nhiên thấy lạnh lạnh lắm. Mặc dù là ở trong đó không có cửa sổ, ngoài trời thì không có gió, và ở trong phòng em cũng không có bật quạt nữa, nên là em nghĩ chắc là ông về thăm em. Và cho đến bây giờ thì em cảm giác hối hận lắm. Do lúc trước ông nội bị bệnh, nằm ở nhà mà em cứ đi chơi à, do không giống tiểu tính trẻ con mà các bạn. Em ham chơi á, không có lo được gì cho ông, cho nên đến giờ mà ông nội mất rồi, em có muốn quan tâm, có muốn chăm sóc, có muốn yêu thương ông nội nhưng cũng không thể nào mà làm được. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn.
Nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.